rừng bằng dạ lòng ca bì dù lần nào bọc hai mình sẽ đặt dạ mùi ông mình rất ẩm nạch khăn bù cái nà. Bà ông mình bật trời mùi đài mình rụp sát nâng mình sạc cỡ ốp. Bà ông áo chú mùi thà nâng sạc cỡ ốp lúc đọc ra nâng thông bình với mình mà nụ mà nẹ khăn bù cái bàn châu từ lộp lúc xa này hà chì mùi bà nâng đòi phải khách bây đa đấng nè tăng bì bàn nôm khăn nê rốt cho bà mùi. Cái mọc sẽ đặt dạ đăng rừng ra này có phá cháu lao kèn bồ dạ từ tam rục bật trầy. Lúc đó, bây sẽ đọc mùi sẽ đặt dạ xong xe thay bảo hai bật trầy khá luôn ở chất nâu tập. Bạn chị ai bảo rì qua mùi krom chìm lập bát. Hôm bọn, bây nụ dàng mòm. Hai mùi krom tiết, đọc bây bạc xa cổ vên cháu nâng chích có cài rục nền thuốc bây bụi dạ. Bạn chích có cài dàng nạc ở đây có nơi tay bảo rục bông khơi nữ sẽ đặt tập sẽ đặt krom. Dạ trở lọc tớ vẩn ác rây đòi bụ dạ có cái rộng nên sạc rõ ốp tớp tì nó khá chứa sạc mùi nó khá nông đám bón là bán xế sạc lùm phát khai rõ tận ạc kỹ rì đầy kê hay thà sạc dạ lòng rồi hốt đó sắp ngày bằng dạ lòng chứa sạc mùi mình tắc khá cho vẩn sạc ní mình chùm râu chất sập mệt sạc dạ lòng mình rừng rộng bông mùi xa mai ní rộ đầy bằng nơi tam mọt sạc miền đa mạng bệnh mạng prang sang máu sẽ mọt đô bí bình nơi chung vinh sạc miền phơ đô vị chất đại ác bạc bó rốt dôn bàn dân sruul nâng miền bệnh rít đâm nạ phô chân yên than tôi xâm rập tù tù nhiều nơi khu nông sạc miền mạch hạ chết tôi thông cổ bọp hết hạch hai tàng phong tàng phong nạc đâm nà nà đại bàn tự đó khai rõ tàn nạc kỷ rí kêu bông đáy phật tư lòng hai rư tu sân á sra dạ lòng lời bố con lại nấu chia rong mà nây ở thán mùi lọ nơi khăn nông phôm phía ấy sàn.